các bạn đang đến với kênh người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 11 tác phẩm ảo ảnh tình yêu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Buổi sáng sớm thức dậy, Thịnh ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình đã ngồi tư lự bên hai chiếc túi du lịch. Không đợi con trai hỏi câu nào, Bà Xiêm giải thích ngay. Bố mẹ giờ cũng già rồi. Người ta cáo chết ba năm, còn quay đầu về núi. Đây là thời điểm thích hợp để bố mẹ quay về quê, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sống ở đây quá bon chen, không phù hợp. Còn hãy tiếp tục làm việc. Nhớ đừng mắc sai lầm thêm lần nữa. Thịnh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo sau khi cân nhắc hồi lâu. Gã gật đầu nói: "Thôi, bố mẹ về quê nghỉ ngơi một thời gian, nếu đủ tiền mua chung cư, lúc đó con sẽ về đón bố mẹ lên." Ông Siêm lặng lẽ hút xong điếu thuốc, sau đó chậm rãi nói: "Thôi, anh đừng tính xa quá, nếu có đủ tiền mua nhà thì lo cưới vợ để ổn định cuộc sống, chúng tôi về quê sống an nhàn, quyết không quay lại Hà Nội sống trong cái hộp mấy chục mét vuông." Tôi nói anh đừng buồn Hãy sống thực tế và hài lòng với những gì mình đang có Nếu anh vấp ngã thêm lần nữa Lúc đó muốn làm lại cũng khó Mặc cho thịnh níu giữ Ông bà Siêm nhất quyết ra đón xe buýt Để ra bến xe về quê Trước khi rời phòng trọ Ông Siêm đưa cho con trai chìa khóa xe máy rồi dặn Anh không chê con xe cũ Thì dùng nó đi làm tạm một thời gian Sau có tiền mua xe mới Hãy mang nó về trả cho tôi Có bán cũng chẳng được mấy tiền Ngồi trên xe khách chạy tuyến Hà Nội cao bằng Khi xe vừa lan bánh Bà Siêm đã ngậm ngùi bởi nghĩ đến cu thóc Khiến tim bà như thắt lại Dù thằng bé không phải là cháu nội Nhưng bà đã chăm bẵm mấy năm trời Đúng là sống chết có số Không nói trước được điều gì Bà thấy may vì chồng đồng ý về quê nếu sống mãi nơi đây, chắc bà không chịu nổi. Ông Xiêm thở dài, an ủi vợ. Điều đáng mừng là con trai ổn định cuộc sống. Hai vợ chồng già về chồng mấy luống rau, nuôi thêm đàn gà cho đỡ buồn. Ông khuyên bà tham gia sinh hoạt tổ mũ quạt như mọi năm. Lâu lâu nhớ con trai, thì điện nhắc thịnh về chơi vài hôm. Hai ông bà im lặng, ngắm nhìn đường phố Hà Nội lùi lại phía sau. Đường về quê đã ở trong tầm mắt. Thịnh thay quần áo đến quán ba sớm. Sau vài phút tần ngần trước con xe máy cũ kỹ, gã ném chùm chìa khóa vào góc bàn, rồi ra ngõ vậy taxi. Dẫu sao một quản lý không thể chạy con xe máy rách như vậy. Đám nhân viên dưới quyền còn đi xe máy đẹp hơn nhiều. Bước chân vào quán ba, thịnh thoáng giật mình khi thấy Hả Anh đang ngồi đợi bỏ qua màn chào hỏi không cần thiết hà anh nói ngay như anh đã biết thời gian của cú thóc đang cạn dần tôi không thể ngồi nhìn con mình rời cuộc sống ngay trước mắt tạm thời anh hãy quản lý tốt quán ba giúp nếu có gì không hiểu hãy gọi điện tôi phải bay vào sài gòn giải quyết công việc thịnh ngạc nhiên hỏi em vào sài gòn làm gì vậy ai sẽ chăm sóc cú thóc đứng lên kéo chiếc vali rời khỏi quán bar. Trước khi bước vào xe, Hà Anh nói với Thịnh. Mọi việc chăm sóc đã có bác giúp việc. Nếu khi nào rảnh, anh chạy qua, ngó giúp tôi thì tốt quá. Chiếc taxi chạy về hướng sân bay, Thịnh vẫn băn khoăn không hiểu. Trong lúc nước sôi lờ bỏng như thế này, Hà Anh vào đó làm gì? Nghĩ mãi không ra lý do, gá chép miệng lầm bẩm Đàn bà, đúng là khó hiểu. sài gòn đón chào những vị khách từ mọi nơi đặt chân đến bằng cơn mưa xối xả từ sân bay tân sơn nhất về khách sạn ở quận một nhưng xe taxi chở hạ anh phải bật đèn chiếu sáng vì trời tối sầm ngồi trong xe ngó ra phía ngoài cô nhớ lại hai lần trước bay vào sài gòn trời nắng nóng hầm hập có lẽ lần này thời tiết khác hẳn sẽ giúp cô hiểu hơn về mảnh đất hai mùa mưa nắng nhận phòng tại hotel Nico sài gòn xong Hà Anh thong thả xếp quần áo từ vali ra, treo vào những mắt áo trong tủ. Cô chọn một bộ đồ ưng ý, rồi chút bỏ bộ quần áo trên người xuống sàn nhà. Căn phòng khách sạn có tầm view khá rộng. Hà Anh ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái và thả lỏng cơ thể để đầu óc được thư giãn. Vừa nhấm nháp ly vang chát, vừa thả hồn theo tiếng nhạc. Có lẽ gần nửa năm nay trôi qua, hôm nay cô có dịp dành cho mình một buổi tự chăm sóc bản thân. Sau khi xem xét bản đồ một cách cẩn thận, Hà Anh rời khách sạn, đi bộ dọc con phố nhỏ. Trời vẫn mưa, nhưng không còn nặng hạt như trước. Đường phố nhiều chỗ ngập nước khiến việc đi lại của xe cộ gặp nhiều khó khăn. Một tay cầm ô, còn tay kia thọc sâu vào túi áo. Hà Anh biết đất Sài Gòn rất nhiều cái móc túi và giật đồ. Đi qua hai con phố nhỏ cô có mặt tại một salon làm tóc có tiếng vừa lắng nghe hạ anh nói sơ qua về mái tóc muốn có anh chàng làm tóc nhìn mái tóc dài óng à của cô với vẻ mặt tiếc nuối sau một tiếng cắt tỉa gội sấy nhìn mình trong gương hạ anh mỉm cười với vẻ hài lòng một hạ anh xinh đẹp với mái tóc dài đã được thay thế bằng một hình ảnh phụ nữ tóc ngắn nhuộm màu vàng đầy cá tính thật ra việc thay đổi ngoại hình có liên quan đến kế hoạch sắp tới của cô rời xa lông tóc hà anh ghé tiệm nét huế dùng bữa trưa không phải là người vội vàng cô từ tốn thưởng thức món nem lụi trứ danh và các loại bánh đặc trưng của xứ huế quá trưa lúc sài gòn hừng nắng hà anh vẫy một chiếc taxi mai linh đang chạy từ xa lại khi ngồi trên xe cô đưa cho người tài xế tờ giấy ghi địa chỉ cần đến chiếc taxi dừng trước một nhà hàng sang trọng bên quận sáu đây là nhà hàng được xây dựng theo hơi hướng cổ điển. Ngồi trong xe chăm chú quan sát, cô nhận thấy nhà hàng này cùng một kiểu kiến trúc với ngôi biệt thự của ông Tân ngoài Hà Nội. Sau 10 phút dừng bên lề đường, chiếc taxi chở Hà Anh quay về khách sạn. Với cô, mọi việc hôm nay cần giải quyết vậy là xong. Giờ cô về khách sạn ngủ một giấc trước khi mở mắt đón hoàng hôn qua ban công khách sạn. Xe taxi vừa dừng trước sảnh đón tiếp Sài Gòn bắt đầu đón nhận cơn mưa như chút nước. Lấy chìa khóa rồi bấm thang máy lên tầng. Hạ Anh không biết sau lưng mình. Cô bé Lễ Tân đang nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì người gửi chìa khóa hồi sáng và người vừa quay về khách sạn tuy là một nhưng ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn. Thức giấc sau giấc ngủ, Hạ Anh nhận được cuộc điện thoại mong đợi. Bỏ qua bữa buffet sáng của khách sạn, cô rẽ sang quán cà phê đối diện một cậu thanh niên có vóc dáng xương xẩu đã ngồi chờ sau khi đối chiếu lại một vài thông tin cậu thanh niên đưa cho cô chiếc hộp bánh danisa rồi khẽ hỏi chị biết sử dụng rồi chứ im lặng không nói câu nào hạ anh mở túi lấy phong bì tiền đưa cho cậu thanh niên đợi anh ta nhét tiền vào túi cô nói nhỏ tìm giúp tôi hai thanh niên khỏe mạnh khi nào cần tôi sẽ điện thoại chi phí khỏi lo người thanh niên gật đầu nói nhanh chị yên tâm bọn em đã nhận được điện thoại của anh đức dặn dò chị cần gì hãy alo sẽ có người đến hỗ trợ sau cơn mưa hôm qua và sáng sớm nay thời tiết sài gòn mát mẻ dễ chịu hơn nhiều hạ anh vào sài gòn không phải để tận hưởng bầu không khí đó cô nhanh chóng rời quán cà phê với hộp bánh trên tay sau khi treo biển không làm phiền ngoài cửa phòng cô mở hộp bánh của người thanh niên đưa cho bên trong chiếc hộp sắt tròn được nhét nhiều lớp vải chèn chặt một khẩu súng màu bạc với hai hộp tiếp đạn nằm ngay chính giữa cầm khẩu súng để ước lượng so với khẩu súng cô đã tập bắn khẩu súng này to và nặng hơn đây là loại súng tiêu chuẩn được trang bị cho cảnh sát đức ngay ở bán súng có dòng chữ made in germany tuy nhiên hạ anh biết đây là hàng nhái được sản xuất tại Trung Quốc. Đặt khẩu súng xuống giường, châm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Cô nghĩ về tuần ác mộng mình vừa trải qua. Ngay khi bác sĩ thông báo cho người hiến tùy là thịnh không tương thích với cú thóc. Dù bàng hoàng vì sốc và bất ngờ, nhưng cô kịp nghĩ đến việc xét nghiệm ADN cho con trai ngay buổi chiều. Không nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ trưởng khoa, Hà Anh và Thịnh đều không cùng huyết thống với cú thóc cầm tờ kết quả trên tay bình tâm lại cô thấy sự vội vàng tình cảm bột phát đã làm cho lý trí của mình không còn sắc bén như mọi lần thật ra cô chỉ sống cùng con trai có 5 ngày sau đó phải trao con cho bố mẹ nuôi ngay tại bệnh viện lần thứ hai gặp con trai lúc đó cô cậu được 2 tuổi cô chỉ nhìn con từ trên tầng 2 của một quán cà phê khi đón cô thóc về cô đinh ninh đó là đứa con mình mang nặng đẻ đau đầu óc hà anh như bấn loạn một mặt cô phải chạy đua với thời gian để cứu cu thóc mặt khác cô sẽ phải đi tìm đúng đứa con đẻ của mình hà anh nhớ lại khi biết cô định bắt cóc chính đứa con đẻ của mình lão tần hết lời khuyên can vì việc đó là phạm pháp do sợ dính đến pháp luật nên cô từ bỏ ý định bắt cóc thay vào đó chấp nhận lời đề nghị của con cáo giả lão thay mặt cô xin chuộc lại con trai khi nhận được thằng bé từ chính tay lão Tân trao cho, cô vui mừng khôn xiết và quên mất việc đi xét nghiệm ADN. Đây chính là sai lầm khiến cô không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Số tiền 3 tỷ chi cho việc chuộc con không làm Hà anh tiếc nuối. Cô căm hận lão già táng tận lương tâm, dám lừa một cách trắng trợn. Dù nóng giận, nhưng Hà anh hiểu chỉ có lão Tân mới biết nguồn gốc của cô thóc và con trai mình. Tuy thế, Việc thương lượng là vô ích khi thời gian đang dần cạn kiệt. Sau một đêm thức trắng vì lo nghĩ, Hà Anh quyết định vào hang bắt cọp. Cô nhờ cậu bạn hàng khi xưa hướng dẫn cách sử dụng súng ngắn. Dù ngạc nhiên nhưng biết tính Hà Anh đã quyết là thực hiện bằng được, Minh Đức tận tình hướng dẫn cô cách tháo, lắp và ngắm bắn. Chưa yên tâm với Hà Anh, Minh Đức đã gọi điện nhờ đám bạn bè trong Nam hỗ trợ để cô thực hiện được ý định của mình ngồi lặng lẽ trong phòng hạ anh suy tính có lẽ đây là canh bạc tất tay cô đâu còn gì để mất làm ăn bao năm với lão tân nên cô biết loại cáo già như lão chưa thấy cái chết cận kề không đời nào có sự thay đổi hoàng hôn dần buông xuống thành phố về đêm sôi động hơn ban ngày hạ anh mặc một bộ quần áo rằn di kiểu thời trang của dân đi phượt cô khoác chiếc ba lô may bằng vài rằn di bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên của mình Sau chuyến du hí với người tình từ Sapa đến Hạ Long, ông Tân cùng Hạ Vi và con vẹt hồng của mình ra sân bay nội bài để quay về Sài Gòn. Ngồi trong phòng chờ dành cho khách Hạ Thương gia, ông Tân phân tích cho Hạ Vi. Thật ra, nếu không chán Hà Nội, trước sau gì ông vẫn khuyên cô nên chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. Kinh doanh quán bar quá vất vả, kèm theo đó là những hệ lụy khôn lường. Ông bất ngờ và không hiểu sao Hà Anh lại đắm đuối thế Lúc thằng bé bệnh thập tử nhất sinh, ông đã nghĩ Hạ Anh sẽ buông quán ba. Ai ngờ cô ta chấp nhận mua hết chỗ cổ phần để toàn quyền quản lý. Hạ Vi lơ đãng ngắm những chiếc máy bay đang cất cánh hạ cánh ở đường băng rồi nói. Được cô ta mua lại là may rồi. Nếu bố bán cho người khác sẽ mất công thương lượng. Nhiều khi việc mua bán không thành. Bây giờ bố định đầu tư cho con kinh doanh mặt hàng gì? Chẳng nhẽ cứ ngồi chơi không mãi. Ông Tần đưa mắt ngắm con vẹt hồng của mình đầy âu yếm, rồi nói nhỏ. Bố sẽ mở một nhà hàng nhỏ cho con và cô Trà My cùng quản lý. Bố tính, ba năm đầu, hoa vốn là may. Tuy nhiên, bố không chắc con đủ kiên nhẫn làm được việc gì đến tận năm thứ ba. Mọi việc có cô Trà My giúp sức, nên con yên tâm. Hạ Vi ngồi bật dậy, cô hết nhìn bố, lại quay sang nhòm tận mặt con vẹt hồng. Biết cãi chẳng ăn thua, bởi bố cô đã nói vậy Tức là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi Hạ Vi biết mình có đồng ý hay không Còn Vẹt Hồng vẫn nghiễm nhiên là chủ nhà hàng Ở nơi nào đó tại Sài Gòn Không để bố thất vọng Và con Vẹt Hồng đắc ý quá sớm Hạ Vi tươi cười Nói với hai người Được như vậy thì tốt quá Con hứa sẽ chuyên tâm vào công việc Hàng người xếp hàng lên máy bay đã hết Lúc này những vị khách hạng thương gia bắt đầu ra cửa lên máy bay. Ông Tần đội chiếc mũ phốt trắng rồi đứng lên. Ngay lập tức, con vẹt hồng theo sát bên cạnh. Hạ Vi đi phía sau, bĩu môi, nhìn đối uyên nương một cách khó chịu. Cô thầm nghĩ, không biết tình cảm này tồn tại được bao lâu. Như đoán trước được ý nghĩ của con gái, ông Tần không cần quay lại, nhưng nói to cho Hạ Vi nghe rõ. Con đừng nghĩ có thể qua được mặt bố, nếu định bắt nạt cô trà my là không ổn lễ khai trương bạch mã restaurant do hạ vi và con vẹt hồng đồng quản lý được tổ chức hoành tráng ông tân dùng uy tín của mình mời được nhiều quan khách đến dự lễ ngay sau màn biểu diễn chào mừng của đội lân sư rồng ông khui chai sâm banh dưới màn pháo phụt và những tràng vỗ tay không ngớt hạ vi mềm cười ngắm nhìn một rừng lãng hoa với những dòng chữ hồng phát màu trắng được in trên nền đỏ may mắn. Hôm nay Hạ Vi diện chiếc váy đầm sang trọng màu xanh biển, nhìn cô nổi bật trước màu trắng của nhà hàng sang trọng. Dù tươi cười trước mặt quan khách, thỉnh thoảng cô bĩu môi sau khi ngầm liếc xéo về phía con vẹt hồng. Như thường lệ, anh chàng người tình bé bỏng của ông Tân vẫn trung thành với chiếc sơ mi hồng bóng bẩy. Dù được dặn phải gọi là cô trà mi trong mắt hạ vi anh chàng này mãi chỉ là con vẹt hồng làm cảnh cho bố mình không hơn không kém mấy hôm trước khi chuẩn bị cho lễ khai trương ông tân giải thích rõ cái tên bạch mã restaurant xuất phát từ việc ông sinh năm ngọ và chuộng màu trắng điều này được hạ vi công nhận bởi màu trắng là thời trang chủ đạo của bố mình suốt bao năm qua tiệc chiêu đãi khách dự khai trương vừa xong ông tân cho gọi hạ vi và người tình của mình vào phòng để họp kín khi mọi người ngồi xuống chiếc sofa êm ái, ông Tân thong thả cởi chiếc vest màu trắng treo lên mắt. Sau đó ông mặc chiếc vest sẫm màu. Vừa thưởng thức điếu xì gà, ông vừa ôn tồn nói. Kinh doanh nhà hàng không phải cho vui. Đã làm, phải hết sức tập trung vào công việc. Thực đơn phải liên tục thay đổi, còn nguồn hàng nhập ngay tận gốc với giá ưu đãi. Muốn có lãi, hãy phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình. Nếu không, uy tín sẽ sụp đổ trong giây lát. Hạ Vi lắng nghe xong, ngay lập tức cô nêu ý kiến. Con thấy việc đồng quản lý không ổn, rồi trách nhiệm không rõ ràng. Theo con, mỗi người sẽ quản lý nhà hàng nửa buổi, con phụ trách bữa trưa. Đương nhiên, vị kia quản lý bữa tối. Sau hai tuần, lại đổi ca cho công bằng. Hạ Vi biết bố cô thích gọi gã kia là cô trả mi nhưng còn lâu cô sẽ gọi như vậy ông tân âu yếm nhìn người tình nhưng con vẹt hồng im lặng không bày tỏ chính kiến có lẽ anh ta không muốn bố con ông tân mâu thuẫn hơn nữa sau khi cân nhắc kỹ ông tân liền nói cho cả hai người cùng nghe muốn tách riêng để quản lý cũng được nhưng hai người phải cùng nhau vận hành cho nhà hàng hoạt động trơn tru đợi cho hai quản lý ra khỏi phòng ông tân tiếp tục thưởng thức điếu xì gà đối với công việc kết hợp hai người có tính cách như nước với lửa là phương án tối ưu ông biết rõ hạ vi tính tình nóng vội bù lại khả năng giao tiếp và sự nhạy bén trong kinh doanh ít người sánh kịp trà my yêu quý của ông vốn ít nói tính tình có vẻ nhút nhát ưa sống nội tâm nhưng trời lại ban cho năng khiếu về trang trí cùng vụ ẩm thực tinh tế nếu hứng lên một mình trà my Mì sẽ tỉ mẩn trang trí và nấu các món ăn một cách cầu kỳ người khó tính và sành ăn như ông phải ngả mũ Thản phục. Tuy nhiên, việc mời nhà hàng đối với ông chưa hẳn bị lợi nhuận. Ông muốn hai người thân của mình phải bận rộn và sống ràng buộc, có trách nhiệm với ông hơn. Liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, ông tân đội chiếc mũ phớt trắng quen thuộc, bước ra ngoài. Khi ngồi vào xe ô tô, ông thấy Hạ Vi đang chống nạnh, tranh luận say sưa gì đó với trả mi. Xe chạy từ nhà hàng đi lướt qua một phụ nữ có mái tóc hoe vàng nhưng đeo chiếc kiếng mắt khá to, choán hết nửa khuôn mặt các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 12 tác phẩm ảo ảnh tình yêu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong căn biệt thự sang trọng, ông Tân thả mình theo lời bài hát yêu thích. Tiếng nhạc được phát ra từ dàn loa cao cấp hòa quyện với khói xì gà. Tất cả những thói quen sang chảnh được ông mang từ Hà Nội vào nó trở thành phong cách sống thượng lưu, khiến ông sống ở Sài Gòn hay ngoài Hà Nội đều thấy chất lượng như nhau. Mặc cho cô con gái Hạ Vi cùng con vẹt hồng yêu quý của mình quản lý nhà hàng. Với ông, việc hưởng thụ cuộc sống là ưu tiên số một. Trong không gian tĩnh lặng, chẳng bị ai làm phiền, ông Tân lim di mắt nhằm tận hưởng trọn vẹn lời bài hát. Yêu cho biết sao đêm dài cho quen với nông cây yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy dòng mực xanh còn đây hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi ngôi biệt thự rộng hơn 300 mét vuông chỉ có mình chủ nhân và con chó bẹc dê canh nhà người giúp việc đã xin về quê có việc vài hôm còn người tình bé bỏng giờ này đang tấp bật phục vụ đám thực khách tại bạch mã restaurant do quá chú tâm vào nghe nhạc ông tân không biết chú chó canh nhà nằm sồi bọc mép bên cạnh con xe jaguar sang trọng từ bên cửa ngách bà bóng đen âm thầm mở khóa rồi lặng lẽ vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh trước khi bước vào ngôi biệt thự màu trắng. Những bước chân nhẹ hơn mèo di chuyển lên lầu một, kể cả nếu phát ra tiếng động, chẳng ai hay vì phòng nghe nhạc được cách âm khá tốt. Việc đột nhập vào ngôi biệt thự nhanh chóng chứng tỏ những kẻ này là dân chuyên nghiệp và chọn đúng thời điểm thích hợp do nghiên cứu kỹ trước khi ra tay. Đang liềm dìm thưởng thức bản nhạc yêu thích, ông Tân giật mình choàng tỉnh thì có làn khói thuốc sọc thẳng vào mặt. Mùi khói thuốc không phải từ điếu xì gà ông đang cầm trên tay. Khi làn khói thuốc tan dần, khuôn mặt lạnh lùng của cô gái mặc đồ dàn di với mái tóc ngắn được nhuộm vàng hiện ra trước mặt. Mất một phút định thần, ông Tần nhận ra người quen cũ. Chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Hà anh, ông đã bị khẩu súng trên tay cô ấn thẳng vào cổ họng. Một luồng hơi lạnh toát chạy dọc xương sống, khiến ông Tần biết mình làm cho con sư tử gái nổi điên, từ giản loa vẫn phát ra lời bài hát mang tên ảo ảnh. Kia phôn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió, những ân tình chìm trong lòng phố cũng theo hư không mà đi. Hà Nội bắt đầu vào thu, đây là mùa đẹp nhất trong năm khiến cho lòng người sao xuyến. Bước từ spa ra cửa, Hạ Anh mỉm cười khi thấy một thảm cỏ và những gốc cây bên đường vạn bảo có nhiều đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới. Đã lâu rồi, cô mới có được cảm giác thư thái như vậy. Nhìn những cô dâu tuổi đời còn trẻ và xinh đẹp, tự nhiên Hạ Anh thấy mình sắp già. Từ một cô gái ở quê lên Hà Nội trọ học, rồi bập ngay vào mối tình sinh viên khở dại. Mấy năm góp gạo thổi cơm chung khiến cô chịu nhiều cay đắng. Hiện nay, Thóc đã học lớp 3. Hà Anh vẫn chưa một lần được mặc chiếc váy cưới đẹp như cô dâu trước mặt. Biết không còn sớm, cô lái xe đến quán bar như thường lệ. Vừa nhìn thấy bà chủ xuất hiện, cậu nhân viên không cần nhắc liền pha ngay một tách cappuccino rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hà Anh cầm đống giấy tờ như cảm thấy thiếu gì đó. Cô đưa mắt tìm kiếm, như đoán được ý bà chủ, cậu nhân viên lễ phép thưa. Anh Thịnh có nhắn, hôm nay sẽ đến muộn chút. Ngược mắt nhìn cậu nhân viên, Hà Anh định nói câu gì đó, nhưng lại thôi. Vốn là người có nghiệp vụ kế toán, sau một tiếng giả soát lại các hạng mục, chỗ nào cần lưu tâm đều được cô dùng bút bi đỏ gạch dưới. Tách cappuccino đã cản, tiếng nhạc không lời được cậu nhân viên thay bằng đĩa CD có giọng ca mới nổi. Đang mải mê kiểm tra Hạ Anh thấy quản lý Thịnh xuất hiện Quen biết nhau đã nhiều năm Thoáng nhìn qua Cô đoán ngay Thịnh có điều gì muốn nói Hạ Anh dừng bút Rồi chăm chú nhìn tay quản lý của mình như chờ đợi Sau một thoáng cân nhắc Quản lý Thịnh mở cặp Lấy ra tấm thiệp cưới Đặt lên bàn rồi nói Chủ nhật tuần sau Anh sẽ lập gia đình đều ổn định cuộc sống nếu em có thể bớt chút thời gian về cao bằng dự đám cưới thì tốt quá nhân tiện anh xin nghỉ vài ngày lo việc trăm năm nhìn tấm thiệp được in ấn công phu và trang trí cầu kỳ trước mặt hà anh mỉm cười nói lời chúc mừng đến lúc này cô để ý thấy trên ngón tay áp út của quản lý thịnh có đeo nhẫn cưới để câu chuyện bớt phần gượng gạo hà anh hỏi thăm vợ anh làm nghề gì lấy nhau xong hai người sẽ ở đâu Thịnh hồ hởi cho biết cô vợ sắp cưới là Đồng Hương Cao Bằng, hiện làm giáo viên cho một trường mầm non tư thục ở quận Hoàng Mai. Lấy nhau xong hai vợ chồng tính thuê một căn ở chung cư mini để tiện sinh hoạt. Hiện nay, thuê ở khu đền lừ tuy hơi xa nhưng giá tương đối rẻ. Cầm tấm thiệp hồng chăm chú đọc, Hà Anh biết việc Thịnh lên xe hoa một lần nữa là lẽ thường tình. Thoáng chút suy nghĩ, cô nói ngay. Tôi sẽ thuê một xe ô tô 24 chỗ để tổ chức cho anh em về Cao Bằng chung vui. Cuối tuần này anh về quê lo công việc được rồi. Nhớ ghé qua kế toán lĩnh tiền để sắm sửa. Nhìn khuôn mặt dạng người của Thịnh, tự nhiên Hà Anh nhớ đến gương mặt hạnh phúc của những đôi uyên ương đứng chụp ảnh cưới tại đường Vạn Bảo. Cô biết, kể từ ngày ra tù, Thịnh đã bớt tham vọng làm giàu bằng mọi giá. Người đàn ông ngoài 30 tuổi bắt đầu có sự chín chắn trong suy nghĩ và lời nói ở con người thịnh, sự tự mãn và hãnh tiến biến mất, thay vào đó là sự chìn chu và tận tâm trong công việc. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ 15 Hà Anh cho sổ sách giấy tờ vào cặp. Cô không muốn là người đến muộn trong bất cứ cuộc hẹn gặp nào. Lái xe đến một nhà hàng nằm trên phố Nguyễn Du. Do đúng giờ ăn trưa nên việc tìm được một chỗ đậu xe không dễ dàng. Vừa bước chân đến sảnh, Hà anh thầm reo lên khi nhận được một bó hoa oải hương tuyệt đẹp, kèm theo đó là nụ cười dễ thương của người cộng sự lâu năm. Minh Đức nhanh nhẹn đưa cô đến bàn ăn đã đặt sẵn. Dưới ánh nắng phản chiếu từ con suối nhân tạo nhỏ có đàn cá coi đang tung tăng, khuôn mặt của Minh Đức nhìn phong trần hơn xưa, dù nét tư sinh ngày nào vẫn còn. Hai anh cảm thấy Minh Đức đã hội tụ đủ yếu tố của một quý ông: đẹp trai, có học thức lại nhiều tiền đợi người phục vụ rót hai ly vang đỏ cho hai người rồi lui ra. Hà Anh mỉm cười, nâng ly rồi nói. Chúc mừng Đức nhé, mới ngày nào cậu còn bỡ ngỡ khi sang Trung Quốc du học. À, bây giờ thì đã thành tiến sĩ rồi, chị thật sự ngưỡng mộ. Có lẽ, nhờ hai ly rượu vang tiếp sức nên mình Đức cảm thấy tự tin hơn. Lấy hết can đảm, cậu nói nhỏ nhưng rành rọt. Đức đề nghị đổi cách xưng hô dù sao chị hơn Đức có 4 tuổi Còn việc Đức tâm sự hôm trước Vậy ý của chị thế nào? Hà Anh dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò Cô dùng nĩa Đưa miếng thịt bò vào miệng thưởng thức Vốn là người ăn uống đơn giản Nếu đi dự tiệc Hoặc ăn tại các nhà hàng sang trọng Hà Anh chọn cách ăn chậm rãi để thưởng thức món ngon Mặc cho Minh Đức Ăn cầm chừng để chờ câu trả lời Hà Anh nhần nha Ăn hết đĩa salad sau khi uống thêm ngụm rượu vang cho đủ vị Cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Minh Đức Chị nói nhiều lần rồi Cậu đẹp trai Có học thức nên sẽ không thiếu gái đẹp vây quanh Chị già rồi Còn bận chăm sóc vu thóc Việc yêu đương hay kết hôn với cậu Đều không hợp lý Sở dĩ chị em mình trải qua nhiều năm Vẫn kết hợp làm ăn được với nhau Đó là do chị và cậu luôn sòng phẳng trong chuyện tiền nong Nếu để tình cảm xen vào Chị em sẽ không còn được ngồi ăn như bây giờ mình Đức mặt đỏ ửng do mấy ly rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Khi nghe xong câu trả lời, cậu vẫn thản nhiên nói. Bao năm qua, tình cảm của Đức dành cho chị là thật. Cho dù chị không muốn cũng chẳng thể chối từ. Đức quyết lấy chị làm vợ và sẽ làm cha của cú thấp. Lặng người khi nghe những lời nói chân tình đó. Hả à, anh biết tình cảm của cậu em năm xưa dành cho mình là thật. Nếu không có sự giúp sức của Đức, cô không có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù muốn gật đầu, Hà Anh không nỡ tước đi quyền làm cha của Đức. Bởi nếu hai người đến với nhau, Hà Anh không còn khả năng làm mẹ. Đó chính là nỗi đau chẳng thể diễn tả bằng lời. Chính vì nỗi đau đó, cô đã bất chấp tất cả để chơi canh bạc cuối cùng với Lão Tân. Ngắm nhìn khuôn mặt của Đức, đang nhìn mình chăm chú. Tự nhiên, hà anh thấy mềm lòng trước sự kiên trì đến quyết liệt của người cộng sự ngày hai người quen nhau và bàn chuyện làm ăn lúc đó đức là cậu du học sinh lơ ngơ bây giờ cậu ta trở thành mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ hà anh nghĩ đến tấm thiệp hồng mời cưới của thịnh trong khi cô chỉ biết đến công việc người tình cũ của cô bố của đứa con chung giữa hai người đã kịp làm đám cưới lần hai một nỗi buồn vu vơ chợt ùa đến không ghen với kẻ bạc tình như thịnh cô chỉ thương cho bản thân mình luôn cô đơn ngửa cổ uống cạn ly rượu trước khi rời bàn ăn hạ anh đưa chìa khóa xe ô tô cho minh đức lái bởi vì cô cảm thấy người lâng lâng do mấy ly rượu sau khi mở cửa cho hạ anh ngồi vào minh đức khởi động xe rồi quay lại hỏi bây giờ chị muốn đi đâu về nhà hay quay lại quán bar ngồi ghế sau của xe ô tô tháo đôi giày cao gót khỏi chân hạ anh ngả người cho thoải mái Cô khẽ nói Cậu muốn đưa chị đi đâu cũng được Còn xe Camry Chạy đến ngã tư Liền rẽ sang phố ít kiêu Vừa lái xe Minh Đức vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh Có lẽ do uống nhiều rượu Nên bà chủ nổi tiếng xinh đẹp sắc sảo đã ngủ ngon lành Cả buổi chiều ở bên chàng trai si tình Đã lâu lắm rồi Hà Anh lại có được cảm giác yêu Và được yêu Khi trời tắt nắng dù vẫn lưu luyến nhưng cô phải quay về với bổn phận làm mẹ khi cô thóc và bác giúp việc đang đợi cô về ăn tối trước khi chia tay nhau trong lúc anh chàng tiến sĩ lúng túng giúp cô kéo khóa chiếc váy hai anh bất chợt kéo minh đức lại cắn nhẹ vào tai rồi thì thầm nói nhỏ đức nói đúng cô thóc cần đến sự có mặt của một người cha do bị delay nên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn chậm hơn một tiếng so với kế hoạch. Ánh nắng chói trang của mảnh đất phương Nam thay lời chào đón hai mẹ con Hà Anh. Tử trên máy bay đặt chân xuống đường băng để ra xe ô tô, đưa vào nhà ga. Cú thóc thỉnh thoảng nhăn mặt với cái nóng hầm hập. Đi bên cạnh con trai, hai Anh mỉm cười nói nhỏ. Ngày mai, hai mẹ con mình sẽ đi vũng tàu, lúc đó con tha hồ tắm biển. Nghe nói được tắm biển, thóc liền tươi tình hỏi lại vậy hôm nay mình sẽ làm gì mẹ hứa cho con đi thảo cầm viên rồi nhé hà anh nhắc con trai ngồi lên ghế sau đó xác nhận hôm nay mẹ con mình đi chơi nhận phòng khách sạn xong hà anh đưa con trai đi ăn trưa tại một tiệm gần đó trong lúc cô thóc ngồi ăn một cách ngon lành cô chăm chú ngắm nhìn con trai như suy nghĩ điều gì sau giấc ngủ trưa là lúc thời tiết bắt đầu dịu bớt không còn oi bức Hà Anh nhờ lễ tân khách sạn gọi xe tới quận Phú Nhuận có việc. Chiếc taxi của hãng Vinasun chờ hai mẹ con đi dọc các con phố đông đúc, trong lúc cú thóc nhìn qua cửa xe ngắm dòng người ken đặc. Lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn nên mọi thứ đối với cô cậu còn nhiều lạ lẫm. Xe taxi rẽ vào một con hẻm khá rộng rãi nhưng yên tĩnh, nó khác xa với sự xô bồ náo nhiệt ngoài đường. Đợi cho xe taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự hà anh thanh toán tiền rồi đưa cú thóc xuống xe sau khi trình lại chiếc váy cho khỏi nhăn và giúp con trai đội lại mũ hà anh mới đưa tay bấm chuông ngôi biệt thự rộng rãi nằm lùi hẳn vào giữa vườn cây người giúp việc đưa hai mẹ con cô dạo bước trên con đường lát gạch có khắc chìm những họa tiết hoa cầu kỳ dọc hai bên con đường là những cây trứng gà và cây vú sữa cùng nhiều cây trái khác nhờ có vườn cây tươi tốt khiến cho không gian trở nên mát mẻ hơn. Hà Anh cảm nhận điều đó ngay khi cô bước qua cánh cổng. Dưới gốc cây xoài xòe tán, che ánh nắng, cô thấy một con xe mẹt màu đen sang trọng nằm im lìm như đợi chủ nhân. Cô thóc đi bên mẹ tròn mắt ngó nghiêng, có lẽ ngôi biệt thự với khu vườn rộng rãi khiến cô cậu tò mò. Đón hai mẹ con dưới ánh nắng chiều, không ai khác là ông Tân, vị chủ nhân của ngôi biệt thự. Dù trời nóng, nhưng theo thói quen, ông Tân Bành bao sang trọng trong bộ vét trắng cùng áo sơ mi màu phấn hồng. Sau khi kéo chiếc ghế mây cho hai mẹ con ngồi, ông Tân nói, Hai mẹ con bay vào đây, sao không nói tôi điều lái xe ra sân bay đón? Hà Anh đặt túi hoa quả lên mặt bàn. Cô nhìn ông Tân rồi hỏi thăm. Tôi biết hiện nay, một tuần, ông phải vào bệnh viện chạy thận ba ngày. Tôi không biết ông phải kiêng những gì để tránh mua đưa cho cú thóc chiếc ipad ông tân thùng thẳng trả lời cô yên tâm tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn thời gian đầu ăn kiêng hơi khó chịu nhưng bây giờ thì quen rồi chỗ hoa quả đó tôi sẽ mang vào viện nếu ăn trước khi chạy thận sẽ không sao liếc nhìn cú thóc đang cắm cúi vào chiếc ipad ông khẽ hỏi Cô đưa cu thóc vào đây cả tuần Vậy việc học của nó sẽ thế nào? Hạ anh móc túi Lấy điếu thuốc Cô có thói quen hút thuốc khi cảm thấy căng thẳng Sau khi nhà làn khói thuốc Một cách từ từ Cô cho biết cu thóc học trường quốc tế Nên tuần sau nhà trường cho các con nghỉ đông Chuyến đi du lịch này kết hợp với công việc luôn Nhìn thẳng vào mặt đối tác Và đồng thời là đối thủ bấy lâu Hạ anh hỏi Chắc ông biết không tự nhiên hai mẹ con tôi lại bay vào đây. Ông Tân khẽ thở dài rồi gật đầu. Từ trong căn phòng khách được dát vàng có phần phô trương, tiếng ca sĩ quen thuộc lại cất lên giọng ca da diết. Yêu cho biết bao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy. Nghe bài hát này, tự nhiên Hà Anh nhớ lại buổi tối hai năm trước. Khi đó, cô đột nhập vào căn biệt thự bên quận 6 để chơi tất tay cùng con cáo già. Cô đáng tội, khi đó quỹ thời gian của cô thóc vô cùng hạn hẹp nên cô không có đường lùi. Lúc Hà Anh dí xuống vào cổ họng lão tân, Giàn loa cũng phát bài hát này. Hôm đó, sau giờ phút ngỡ ngàng vì tường cặp cướp, rất nhanh ông Tân hiểu ngay vấn đề, nhưng chỉ im lặng, chưa nói gì. Bản lĩnh của con cáo già khiến Hà Anh căm thủ Nên cô nghiến răng nói Nếu không cho tôi biết thân thế của thằng bé Hôm nay ông không còn cơ hội để sống và hưởng thụ Trước sự ngạc nhiên đến sừng sốt của Hà Anh cùng mấy người thủ hạ Lão Tân bình tĩnh đề nghị Nếu muốn cứu con trai có hãy cùng tôi bay ra ngoài Hà Nội Bằng chuyến sớm nhất có thể Tôi sẽ hiến tùy để cứu nó Đây là cách duy nhất và không bàn cãi Tối hôm đó, dù không tin vào con cáo già quỷ quyệt, nhưng Hà Anh hết cách nên đành chấp nhận trò chơi may rồi. Sau vài cuộc điện thoại đến những nơi quen biết, cô cùng Lão Tân đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày ra Hà Nội. Khi qua cửa an ninh, điều Hà Anh lo sợ nhất là sự lật kèo của con cáo già, bởi vì Lão biết rõ cô phải đề khẩu súng lại cho đàn em. Trái với dự đoán của Hà Anh, trong suốt thời gian ngồi phòng chờ, Lão Tân im lặng không phản ứng máy bay đáp xuống sân bay nội bài đã sang ngày mới gần như cả đêm thức trắng vì lo lão tân trở mặt Hạ anh thờ phào nhẹ nhõm khi minh đức lái xe đến đón hai người vào bệnh viện sau một loạt xét nghiệm cần thiết bệnh viện đã lên lịch khẩn trương cho việc tiến hành ghép tùy kinh ngạc khi mọi chỉ số của lão tân đều phù hợp với cú thóc Hạ anh không hiểu vì sao lão tân chấp nhận hiến tùy ngay lúc ở sài gòn và chưa làm các xét nghiệm dường như đoán biết được những suy nghĩ trong đầu của hà anh trên đường quay về phòng bệnh của cú thóc lão tân thản nhiên nói rõ ràng tuy có phần lạnh lùng cú thóc là con đẻ của tôi đương nhiên việc ghép tùy sẽ vô cùng thuận lợi sau ca ghép tùy thành công hà anh không nén nổi tò mò cô hỏi lão tân một cách thẳng thắn sao ông có đứa con ruột này ông nghĩ gì mà đánh cháo nó với thằng con tôi lão tân nheo mắt nhìn hà anh rồi nhếch mép cười cô nghĩ gì khi cho rằng có ba tỷ là sai khiến được tôi nếu tham tiền đi bắt cóc thằng bé đó liệu giờ này tôi và cô có được sống bình yên không dù cô là mẹ đẻ ra nó với tư cách là kẻ trù mưu sẽ lĩnh án rất nặng đợi cho hà anh thấm thía những câu nói của mình lúc này lão tân chậm rãi giải, giải thích khi hà anh sinh con rồi bán trao tay được hai trăm triệu vụ mua bán đó là do chính lão tìm mối cho cô nên hiểu rõ mọi việc ngày đó lão dùng ba trăm triệu tiền cảm ơn của đôi vợ chồng ở ninh bình để thuê người mang thai và đẻ cho lão đứa con ruột xét về tuổi đời cu thóc kém con đẻ của hà anh một tuổi nhưng vóc dáng và khuôn mặt hai đứa tựa tựa nhau thấy hà anh vẫn không hiểu sự phức tạp của vấn đề hôm đó chị và cu thóc nằm trên giường bệnh Lão Tân đã khai sáng cho cô bằng cách chơi bài ngựa. Tôi trao cú thóc cho cô. Nếu không có vụ ghép tuổi này, chắc chắn cô không thể biết nó là con ruột tôi. Sau này khi lớn lên, nó mặc nhiên được hưởng toàn bộ số tài sản của cô. Hóa ra, không chỉ đánh cháo con, Lão Tân nhờ có thông tin từ bệnh viện nên biết rõ Hà Anh chẳng thấy có hạnh phúc làm mẹ thêm lần nữa. Sự tính toán của Lão vượt trên mọi suy nghĩ thông thường dù lão tân vừa hiến tùy cứu cú thóc hà anh vẫn phải thốt lên ông đúng là một con quái vật đang miền man theo dòng suy nghĩ bất chợt hà anh như bừng tỉnh khi nghe tiếng ông tân vang lên để cú thóc ngồi chơi với bà giúp việc tôi và cô đi thăm khu vườn lan phía sau nhà hà anh cùng ông chủ bảnh bao của ngôi biệt thự chậm rãi bước theo con đường lát sỏi uốn lượn trên đường đi bất chợt ông tân quay lại hỏi nếu ngày đó tôi không chịu hé lộ thân phận và bay ra hà nội ghép tùy liệu cô có dám bắn không nhỉ con thằng cu tên thật là gì nhỉ ngậm điếu thuốc trên môi một cách kiêu kỳ hà anh búng tay trả lời người vừa là đối tác lại vừa là kẻ có nhiều ân oán với mình tên thật của nó là nguyễn gia bảo ở trường quốc tế mọi người hay gọi nó là jim nguyễn ông tân gật gù nghe tiếng tây thấy sang hẳn sau khi nhà làn khói thuốc thẳng vào mặt ông tân lúc này hạ anh thản nhiên nói tôi nói được sẽ làm được hôm đó ông từ chối hợp tác chắc chắn tôi sẽ bóp cỏ súng tuy nhiên sau này tôi được biết khẩu đó là súng dùng cho đóng phim đạn bắn ra sẽ không có đầu đạn khẽ nhún vai bước nhanh về phía khu vườn lan Miệng ông Tân lẩm bẩm Như nói cho riêng mình Khổ đúng là con chó cái Đảng bước phía sau Nhưng Hà Anh vẫn réo rắt Đàn ông đừng làm bem như vậy Nó kém sang